Cậu Tuấn thì rất chịu khó chăm cháu. Thế cháu đi học về gầy hầm gà cho cháu ăn luôn. Cháu tên là thằng Tuấn, thằng ấy nó trẻ con. Thằng ấy được. Thằng ấy được cái đấy. Được cái đấy. Được cái lét đấy tốt. Em mẹ mua tàu con. Mình đến con mình kia mình còn đéo chăm lại của cháu. Chị thích thì cho lâu. Không phải đấy, thằng đấy chăm cháu thật, nó xót cháu thật. Cháu à, đi học thấy gầy về phát là cậu thịt gà ra hầm để đấy cho cháu lên ăn, cậu đi làm. Xong lại gì nhỉ? Không. Nó tốt tính mà, thằng đấy nó tốt tính mà. Nhưng tính thằng Tuấn mà nếu chơi hùng thận dễ bị lợi dụng lắm. Nó thật quá, nhiều lúc dễ bị lợi dụng lắm. Tao mấy lần tao nói nó rồi. Mấy lần tao phải bảo. Tiền giờ không đúng chỗ, không đòi được ý. Tại sao tao ai cũng hỏi có cần tiền, lúc thời kỳ kiểu có nhúc tao đi vay nhiều tiền ấy. Nhiều người cũng hỏi có cần đưa cho mượn với nọ kia, mà cháu không cần, lúc nào cháu cần cháu mới hỏi, đi giờ cháu mượn tiền về cho để đấy cho chịu lãi thì chết. Cái tính mình nó sàng phẳng quen rồi không? Nhất biết một lúc có tiền ngay. Toàn bảo Tuấn nhiều lúc có thật quá. Mày muốn xem ai tốt với mày ấy, thì nó phải trải qua những lúc khó khăn. Thế còn trong những lúc bữa rượu ấy, thì thằng cu là cũng tốt.